Ô mấy anh, hôm nay em có cái thiết bị này hỗ trợ mình lái xe cực kỳ an toàn, đặc biệt là mấy anh xế mới nha em. Cái máy này nha, nó có 4 tính năng chính, đó là kích bình, bơm lốp xe, đèn pin và sạc điện thoại. Bây giờ em sẽ chỉ các anh cách sử dụng cái bình này như thế nào nha. Và bây giờ đầu tiên em sẽ hướng dẫn cho các anh cách bơm lốp cho cái xe này trước nha. Đó, như vị trí này, mình thấy nha. Đó, đây. Và cái đầu này thì mình sẽ cho vào, ghim vào cái xúc bắp của xe ô tô của mình. Thì cái kích bình này mọi người sẽ đè vô. Đó, nó lên nè, mình bấm nút bên này, cái vòng tròn nè, đó, mình bấm vô. Thường như cái bánh của dòng xe này á, thì mình sẽ set khoảng 2.5kg. Vì em sẽ set đúng 2.5 luôn, nhìn vô. Mình khóa lại, đây, bấm vô. Đó, bây giờ em bắt đầu chạy nè. Đó, nó bắt đầu bơm. Coi như là 6 phút đi. Từ cái bánh xe có khoảng 300 mấy, như không phải mấy á, bây giờ lên được 2.5. Và tiếp theo thì em sẽ sử dụng cái này để kích bình. Một cái đầu vuông, một cái đầu tròn như thế này. Rồi sau đó mấy anh ghim vô. Rồi bây giờ em đã lắp xong xuôi, bây giờ em sẽ đề máy lên cho mấy anh coi thử nha. Đó, rất là êm ru luôn, cực kỳ nhẹ nhàng. Rồi sau khi mà em kích bình á, thì nó tuột khoảng 20-30%. Như bây giờ là chưa có pin nè, bây giờ em ghim cho mấy anh coi thử nha. Lên ngay lập tức. Đó. Rồi thì lúc này mình chỉ cần để nó qua một bên. Đó, để nó lên ghế bên này. Rồi sau đó mình tiếp tục vi vu lái xe. Tới nơi cái là đầy pin luôn. Tính năng phụ trên cái kích bình Vietmap này, nó có một tính năng đèn pin trong mấy trường hợp khẩn cấp á, thì mấy anh có thể mở lên, như mình bấm bên này nè. Đó, là nó sáng lên. Trong buổi tối á, mình có thể gọi vô mấy cái cabin, cái bên trong cabo á, mình thấy xem được máy móc này kia để mình kiểm tra. Nói chung thì cái tính năng đèn pin này nó chỉ bổ trợ một phần thôi. Cái này thì nó phụ được các anh nhiều thứ, chứ không như tình yêu, chỉ toàn phụ lòng nhau.